học bổng đi du học là điều mà rất nhiều bạn trẻ mơ ước nhằm thỏa mãn ước mơ đi học của mình. Và để đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm học bổng này thì hôm nay công ty Thành Đại Như với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học và là công ty hàng đầu tại Việt Nam được ủy quyền tuyển sinh vào các trường Singapore có chất lượng cao nhất, đó chính là EduChurch, với giá trị trong 4 năm bao gồm như là EAC, Kaplan, PSV, Chamebook, v.v. Xin giới thiệu với các bạn chương trình học bổng du học Singapore ngành truyền thông, marketing và quảng cáo. Về trường EAC thì học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc hoàn lại 10.000 đô la Singapore đối với chương trình cử nhân và 6.500 đô la Singapore đối với chương trình thạc sĩ dành cho sinh viên có kết quả đạt 75% số điểm trở lên cho mỗi môn học và đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp. Còn tại Đại học Chamebook Singapore thì các bạn sẽ được trải nghiệm nền giáo dục Úc tại Singapore. Chamebook là trường đại học công lập của Úc, nằm trong 4% trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chương trình học cử nhân trong 2 năm, ưu đãi của trường là tặng laptop hoặc là iPad sau khi đăng ký các khóa học chính và tặng cài điện thoại, card bus, tìm nhà miễn phí. Về điều kiện thì nhập học vào tháng 10 năm 2012, đăng ký khóa học cử nhân, thạc sĩ. Về Học viện Quản lý và Phát triển Singapore thì MDIS thì đây là học viện phi lợi nhuận lâu đời nhất tại Singapore, được thành lập từ năm 1956. Khi học ở đây thì các bạn sẽ được hỗ trợ 10% học phí cho các bậc học thạc sĩ và cử nhân. Học bổng khuyến học trị giá 1.500 đô la Singapore cho sinh viên đăng ký học thạc sĩ và học bổng khuyến học trị giá là 1.000 đô la Singapore cho sinh viên đăng ký học cử nhân. Hỗ trợ 10% tiền ký túc xá nếu đăng ký 4 tháng và 15% nếu đăng ký 6 tháng hoặc là 20% nếu đăng ký 12 tháng. Hỗ trợ 25% tiền căng tin nữa. Về điều kiện thì nộp hồ sơ đến MDIS trước ngày 30 tháng 7 năm 2012 và bắt đầu khóa học tại MDIS trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Hỗ trợ đặc biệt Học viện Quản lý và Phát triển Singapore dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Và cuối cùng là Học viện Marketing Singapore, gọi tắt là MIS. Học viện này được thành lập vào năm 1973 và là tổ chức phi lợi nhuận chuyên về marketing và sale tại Singapore. Trường đưa ra mức học phí ưu đãi chỉ bằng 70% học phí các trường khác cùng nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên. Đó là miễn phí 30 đô la Singapore khi nộp ICA, tặng các khóa học ngắn hạn cho sinh viên khi đăng ký MIS có giá trị lên đến là 1.760 đô la Singapore, tương đương khoảng 28 triệu đồng. Thời gian áp dụng đến hết ngày là 30 tháng 12 năm 2012. Hỗ trợ học phí cho sinh viên là Anh văn, Dự bị là 300 đô la Singapore, Anh văn và cao đẳng là 750 đô la Singapore, Anh văn và đại học và cao đẳng là 1.500 đô la Singapore, Anh văn đại học là 750 đô la Singapore và Anh văn thạc sĩ là 1.000 đô la Singapore. Lưu ý là ba chương trình này chỉ được áp dụng cùng lúc cho sinh viên. Điều kiện là chỉ áp dụng với các khóa học khai giảng trong năm 2012 này thôi. Với những thông tin hấp dẫn này thì các bạn còn chần chờ gì mình nữa mà hãy gọi ngay về cho công ty chúng tôi. Đó là công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam. Để được tư vấn và giải quyết những vấn đề về thủ tục hồ sơ xin visa qua số là 0838488879 hoặc truy cập vào website tanhdaiduong.edu.vn hay tdd.com. Xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.